Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Những cựu chiến binh quân đoàn 2. Ninh Thuận sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện xã nhiệm kỳ 2021-2026 và đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2022. Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 217 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố sẽ tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho 1.547 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường thuộc địa phương mình. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị chú đáo cho công tác bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, huyện, xã. Các báo cáo viên phải chủ động nghiên cứu tài liệu kỹ, bổ sung nội dung sát với thực tế để nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng. Trường Chính trị tỉnh còn bổ sung đội ngũ báo cáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp phường, xã. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cần chuẩn bị tài liệu kỹ, lập kế hoạch chi tiết cho công tác giám sát chuyên đề, thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng, bảo vệ, phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh và chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, đã chủ trì cuộc họp tổng kết đánh giá công tác tổ chức các hoạt động sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh 1 tháng 4 năm 1992, 1 tháng 4 năm 2022, gắn với 47 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, 16 tháng 4 năm 1975, 16 tháng 4 năm 2022 và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và việc tổ chức bổ sung các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, toàn tỉnh đã tổ chức 14 hoạt động chào mừng với kết quả hết sức ấn tượng, nhất là các sự kiện chính trị như lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội Ninh Thuận 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển và hội chợ thương mại, khởi công khánh thành các công trình chào mừng và tôn vinh các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Hội thảo kinh tế xã hội tỉnh với chủ đề Ninh Thuận 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển, tuần lễ văn hóa du lịch Ninh Thuận năm 2022, lễ đón nhận bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa và bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. Theo đánh giá, các hoạt động được tổ chức hài hòa trên các lĩnh vực đã tạo ra chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước hết sức trang trọng, ý nghĩa, đáp ứng sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nỗ lực trách nhiệm của các thành viên ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh, các sở ban ngành đơn vị địa phương đã chủ động bám sát nội dung, nhiệm vụ được phân công, tạo ra không khí phấn khởi, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu quê hương, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức một số khâu còn bộc lộ hạn chế thiếu sót, đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những lần tổ chức sau. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới và phát triển, đề nghị các sở ban ngành địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, phát động thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường hoạt động xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận, góp phần đưa vị thế của tỉnh lên tầm cao mới.
Chiều nay, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan nhằm giải quyết các vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2022 sắp tới. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết thúc quý 1 2022, đơn vị tiếp nhận 51 kiến nghị vướng mắc thuộc các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và tín dụng. Trong các nội dung được nêu ra, nhiều nội dung đã được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của tỉnh là doanh nghiệp phát sinh khó khăn vướng mắc là phải giải quyết ngay, không cần chờ đến hạn hay tới hội nghị mới giải quyết. Có như vậy doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với từng địa phương rà soát với tinh thần quyết liệt để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án giải quyết tối ưu nhất. Về phía doanh nghiệp, cần quyết tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện dự án. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh sẽ cùng với doanh nghiệp kiến nghị để được xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Chiều nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp tổ chức khai mạc hội thi áo dài truyền thống Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất năm 2022. Đến dự các đồng chí Cha Mẹ Lễ Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau lễ khai mạc, 20 thí sinh đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 huyện thành phố, khối lực lượng vũ trang, công đoàn ngành trên địa bàn tỉnh biểu diễn những bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam và thi năng khiếu như ca hát, múa vẽ. Kết thúc hai phần thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống và thi năng khiếu, ban giám khảo đã chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tham gia vào chung kết thi ứng xử. Hội thi nhằm tôn vinh nét đẹp giá trị của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công nhân, viên chức, người lao động, hướng đến các giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, khích lệ các thế hệ phụ nữ không ngừng vươn lên trong cuộc sống và công tác, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ định giá đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Nam. Thực hiện công tác triển khai định giá đất theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử 13 cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và huyện Thuận Nam cử 7 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tham gia lớp học bồi dưỡng định giá đất do Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Hiện nay, Tổng cục Quản lý Đất đai đã cấp chứng chỉ định giá đất cho 11 định giá viên, đáp ứng đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tư vấn định giá đất, tính tiền bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, trong bối cảnh ngày càng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh triển khai, phải xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, công tác định giá đất chủ yếu phụ thuộc vào việc thuê các tổ chức tư vấn ngoài tỉnh thực hiện. Thực tế đó khiến cho công tác thẩm định giá đôi khi không sát với thực tế, dẫn đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng tâm trọng điểm gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc chủ động, dám tiên phong của đội ngũ cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Nam sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ là một tín hiệu hết sức tích cực, đáng ghi nhận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định, những bước đi dù còn mới, chắc chắn gặp nhiều khó khăn bởi nhiệm vụ ngày càng nhiều hơn, phạm vi ngày càng rộng ra. Nhưng đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ, chứng tỏ năng lực, kinh nghiệm của bản thân, cũng là nền móng để tiến tới chủ động hoàn toàn, phục vụ các nhiệm vụ chính trị về công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Để làm được điều đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất của các huyện thành phố thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm có được quyết định cấp chứng chỉ định giá đất của cán bộ. Trong quá trình hoạt động, cần tổ chức rà soát những thiếu sót và kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp. Trước mắt ưu tiên tập trung cho nhiệm vụ xác định hệ số điều chỉnh giá đất, phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của 47 năm về trước vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của những cựu chiến binh quân đoàn 2. Trong chiến thắng chung ấy, có dấu ấn khó phai của cuộc tiến công đập
tan tuyến phòng thủ lá chắn thép Phan Rang, giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Hòa bình lặp lại, không ít người lính của sư đoàn 325, quân đoàn 2 năm ấy đã gắn bó với vùng đất này và Ninh Thuận trở thành quê hương thứ hai của mình. Không hẹn mà gặp, những người lính quân đoàn 2 lại có mặt tại Bảo tàng Ninh Thuận để cùng nhau ôn lại những ký ức lịch sử hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử. Giữa không gian yên bình, tĩnh lặng, những câu chuyện về một thời hoa lửa lại vang lên và có sức hút lạ thường. Mang theo lời dặn dò của Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân đoàn 2 đã nhanh chóng thành lập cánh quân Duyên Hải, hoàn thành xuất sắc cuộc hành quân thần tốc quy mô lớn, vượt qua chặng đường dài gần 1.000 km. Bằng phương châm, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, tiến quân trong hành tiến. Quân đoàn tổ chức thắng lợi 3 trận đánh hiệp đồng quân binh chủng, tiêu diệt và làm tan rã một lực lượng quân khu Ba Ngụy, đập tan lá chắn thép Phan Rang và tuyến phòng thủ từ xa, góp phần giải phóng Ninh Thuận ngày 16 tháng 4, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Trước ngày 16 là chúng tôi tập kết ở Cẩm Ranh để mà đánh phá cái phòng thủ này. Và sau khi đánh xong cái phòng thủ này á, thì các sư đoàn 34, 304, 34, 35 là bắt đầu tiến thẳng vào Sài Gòn. Thì vào đến Phan Rang thì được là quân đoàn là để lại giữ lấy cái sân bay Tân Sơn và đóng quân chốt ở cái cảng của mình ở dưới kia, cảng Khánh Hải, Ninh Chữ đó, cảng Ninh Chữ đó. Quân đoàn tiến vào tỉnh Ninh Thuận thì phải nói rất là hào hùng. Lúc đó là quân ào ạt tiến vào thì nhân dân đứng hai bên vẫy cờ đón chào quân giải phóng, rất là phấn khởi và rất là tự hào và rất là hào hùng trong cái thời lúc bấy giờ. Sau ngày giải phóng, gần 300 cán bộ chiến sĩ các đơn vị của quân đoàn 2 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều chiến sĩ, đồng đội trực tiếp tham gia giải phóng Ninh Thuận, được tổ chức cử sang làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền sau cách mạng tại hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Ban liên lạc quân đoàn 2 tại Ninh Thuận cũng được thành lập từ đây. Năm 2012, theo nguyện vọng của anh em thì thành lập cái ban liên lạc quân đoàn 2. Cuộc sống thì như chúng ta thường thấy, nói chung là rất là gắn bó, đoàn kết. 47 năm sau ngày giải phóng, Ninh Thuận giờ đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, ông Quang và những người lính quân đoàn 2 năm xưa vẫn luôn nhắc nhở nhau tiếp tục đóng góp sức mình, tiếp tục xây dựng Ninh Thuận ngày một phát triển. Mà bây giờ thì rõ ràng là nó vượt quá sức tưởng tượng, đời sống của nhân dân, cả nước nói chung và của Ninh Thuận chúng ta nói riêng. Cái này phải nói là một cái sự lãnh đạo tài tình, đồng lòng của Đảng và Nhà nước, của nhân dân. Chúng tôi là những cán bộ chiến sĩ quân đoàn 2 đã được chuyển ngành công tác sinh sống tại Ninh Thuận, đóng góp vào cái thành quả đó. Thì đến giờ phút này chúng tôi phải nói là hết sức tự hào. Giờ đấy cơ chế thị trường ta cùng đồng đội trên đường dừng cháy đất nước mảnh giao, toàn dân nó ẩm đói nghèo lui xa. Nghĩa tình đồng đội chúng ta càng thêm thắm thiết đầm đa thủy chung. Thời gian thấm thoát trôi đi, những chàng thanh niên 17 đôi mươi ngày nào giờ đã trở thành ông, thành bà. Tay đã run, chân đã mỏi, mắt đã mờ, thậm chí nỗi đau của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong mỗi người và cả những thế hệ con cháu trong gia đình. Nhưng với họ, những chiến sĩ quân đoàn 2 anh hùng được hiến dâng cho Tổ quốc, được là một phần của lịch sử và giờ được thấy quê hương mình đổi thay từng ngày, thì những hy sinh mất mát ấy là rất tự hào. Chuyển sang phản ánh những thông tin đáng chú ý khác. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, lượng khách du lịch đến với Ninh Thuận tăng cao. Đến thời điểm này, các cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là khu vực ven biển đã được đặt kín phòng. Tận dụng cơ hội này, những người làm du lịch ở Ninh Thuận đang rút ráo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách, qua đó giữ chân du khách, góp phần phục hồi nhanh ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
với giá lưu trú phòng đôi chỉ ở mức 1,5 triệu đồng cho một ngày đêm. Cách đây một tháng, khách sạn Sunrise đã đưa khách đặt kín phòng từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Để làm hài lòng du khách khi đến lưu trú, khách sạn đã đầu tư bổ sung dịch vụ ghế massage và phòng xông hơi miễn phí. Chúng tôi đã tổ chức các dịch vụ để gây ấn tượng cho du khách về Ninh Thuận. Chúng tôi đã trang bị các thiết bị ghế massage, phòng tắm, phòng xông hơi, phòng spa. Có thể quý khách thư giãn khi đến check-in, quý khách lưu trú tại khách sạn. Chúng tôi còn tổ chức thêm những dịch vụ cách để giới thiệu du khách về cái địa điểm đến của Ninh Thuận. Tại khu nghỉ dưỡng Hoàng Mỹ Resort Phan Rang, nơi dành cho khách có mức chi tiêu cao đến thời điểm này cũng được đặt kín phòng. Để phục vụ tốt nhất cho việc đón gần 360 du khách đến ăn nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ngoài việc trang trí tiểu cảnh, cây xanh tạo không gian đẹp, cách đây 2 tháng, resort này đã tuyển bổ sung nhiều nhân viên lễ tân phục vụ để bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo phục vụ khách theo hướng chuyên nghiệp. Thì chúng tôi đã mở cửa này, spa. Chúng tôi đã buổi tối là chúng tôi mở đèn và phục vụ ở dưới bãi biển. Tất cả các cơ sở vật chất, ví dụ như chúng tôi làm giàu thêm cái menu. Hiện giờ chúng tôi có nhà hàng Hải Âu là nhà hàng hải sản và nhà hàng gió là phục vụ món ăn Âu và Á. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 khoảng 2 tháng, bản niêm yết giá phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển đã được công khai. Trên cơ sở này, khách đặt phòng theo giá cố định, nên việc nâng giá phòng quá cao trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ khó xảy ra. Để chuẩn bị cho cái công tác đón tiếp khách du lịch các nơi về tỉnh Ninh Thuận trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, về phía ngành văn hóa thể thao và du lịch được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo các cái doanh nghiệp kinh doanh các cái lĩnh vực du lịch trên địa bàn của tỉnh phải chuẩn bị thật sự chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là tăng các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm mang tính kích cầu, tạo điều kiện để cho du khách quay lại Ninh Thuận sau một cái thời gian chúng ta nghỉ dài trong cái dịp Covid. Theo chúng tôi nắm được thì cái lượng khách đến du lịch của tỉnh ta, đặc biệt là cái vấn đề lưu trú, hầu như là đa số các khách sạn sử dụng công suất từ 50 đến 90% và có một số nơi thì đã full phòng cách đây hơn một tháng. Với lượng khách du lịch đến Ninh Thuận tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cho thấy, việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây sẽ là cơ hội giúp ngành du lịch của Ninh Thuận nhanh chóng phục hồi và đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Sáng nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vịnh Vĩnh Hy ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Theo báo cáo, tại Vịnh Vĩnh Hy hiện có 5 doanh nghiệp hộ kinh doanh hoạt động du lịch. Các phương tiện thủy nội địa hoạt động du lịch gồm có 22 tàu đáy kính, trong đó có 3 tàu hết hạn đăng kiểm và hết hạn bảo hiểm, 4 nhà hàng nổi, trong đó có 2 nhà hàng nổi không đủ điều kiện hoạt động, 3 nhà bè không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn lén lút kết hợp nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên bè. Có 39 cano, trong đó có 11 cano không đủ điều kiện hoạt động. Có 21 phương tiện mô tô nước nhưng tất cả đều không có giấy phép hoạt động theo quy định. Các đường nguy cơ mất an toàn trong quá trình hoạt động đường thủy nội địa trong dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong đó có các nổi lên là hoạt động của các phương tiện mô tô nước. Chúng tôi đã tiến hành cho các phương tiện mô tô nước có biểu hiện lén lút hoạt động ký cam kết và thường xuyên tuần tra kiểm soát các phương tiện, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm của các phương tiện. Để đảm bảo an toàn thủy nội địa đối với hoạt động du lịch tại Vịnh Vĩnh Hy trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022, đoàn công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị Ban An toàn Giao thông huyện Ninh Hải và các ngành chức năng thực hiện nghiêm văn bản số 1461 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện tàu, cano chở khách du lịch nhưng chưa đảm bảo điều kiện hoạt động thủy nội địa, khẩn trương tháo gỡ các cầu gỗ tự phát dùng để đậu đổ phương tiện cano đón trả khách. Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nội dung đăng ký, đăng kiểm phương tiện để đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 4, một bộ phận không khí lạnh tràn xuống phía Nam kết hợp với rãnh áp thấp xuất hiện trên vùng biển Nam Trung Bộ gây ra những hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển và trên đất liền khu vực tỉnh Ninh Thuận. Xung quanh vấn đề này, biên tập viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Sĩ Thoại, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận để hiểu thêm về tình hình thời tiết hiện nay, đặc biệt là diễn biến thời tiết trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Trước tiên cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, từ sáng nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa. Ông cho biết lượng mưa cho đến thời điểm này như thế nào và cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Đến giờ này thì trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40 ly. Riêng khu vực ven biển phổ biến một vài nơi được trên 50 ly. Nhìn chung từ sáng nay đến giờ thì mưa chủ yếu khu vực ven biển là nhiều. Thế còn cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì hiện nay cái vùng rãnh thấp đang hoạt động ổn định và nó có xu hướng dịch về vùng nguy hiểm này sẽ vẫn còn tồn tại. Do vậy mà đêm nay và ngày mai thì khu vực Ninh Thuận vẫn còn mưa rào rải rác và cục bộ có nơi mưa to và dông. Cái lượng mưa thì dự báo thì từ đây đến ngày mai thì nó cũng chỉ ở mức phổ biến từ 10 đến 40 ly. Cá biệt một vài nơi ở khu vực Thuận Bắc, xã Công Hải, Phúc Chiến hoặc là một vài cái điểm ở vùng phía tây, núi phía tây của tỉnh thì cục bộ nơi mưa cao hơn. Với hình thái thời tiết như vậy thì ông có những khuyến cáo gì, đặc biệt là tàu bè hoạt động trên biển ạ? Tức là ngày 30 á, thì chủ yếu là phòng tránh mưa dông kèm theo gió giật mạnh thôi, chứ còn gió mà mạnh ổn định thì không có. Riêng đến ngày chiều ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 3 sang ngày mùng 4 thì có cái gió mùa đông bắc nó tăng cường thì nó cũng sẽ gây ra gió đông bắc ở cái thời điểm chiều mùng 2 đến ngày hết ngày mùng 3 sang ngày mùng 4. Gió đông bắc mạnh cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Đấy là cái thời tiết trên biển. Do tính chất của mưa nó cũng cục bộ một vài nơi. Thì trong quá trình thời tiết nó gây mưa thì nó cũng không quá lớn, nhưng mà cục bộ cũng vài điểm có thể 12 giờ nó mưa tầm độ 4-50 ly, nhưng sáng nay thì nó vẫn còn. Thế do vậy mà người dân đi qua cái đập tràn thì cũng hết sức lưu ý. Hiện nay đã bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì thời tiết trong những ngày nghỉ lễ ra sao và ông có lời khuyên gì để người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn ạ? Trong thời tiết từ nay ngày mai thì nó vẫn có mưa rào rải rác và cục bộ nơi mưa to và dông. Đặc biệt là khu vực phía Bắc, các cái huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Sơn, Bắc Ái thì nó cục bộ có thể mưa 12 giờ nó đạt 50 ly. Chính vì vậy mà đề phòng cái lũ cục bộ và sạt lở đất ở các cái tuyến đường khu du lịch. Thì người dân đi du lịch cần lưu ý cái để ý xung quanh cái vùng đó và đặc biệt là mưa để mà có cái biện pháp phòng tránh kịp thời. Sang ngày mùng 1 tức là thì nó cũng đỡ hơn, cũng có mưa và mưa rông vài nơi thôi. Thế sang ngày mùng chiều ngày mùng 2 thì cái thời tiết nó sẽ mưa rông rải rác do không khí lạnh xuống. Chiều mùng 2 đến đêm mùng 2 đến sang ngày mùng 3 thì nó cũng giảm hơn một tí nhưng nó vẫn có mưa rào rông rải rác. Để còn mấy đi chơi ven biển thì gió ở vùng ven biển thì nó sẽ mạnh ổn định từ chiều ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 3. Thì chúng ta ra gần biển chú ý lưu ý cái gió mạnh ở thời điểm đấy. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận cung cấp.